Bà làm gì mà mất mát đó, cái gì vậy đó hả? Còn gì đó hả? Lúc đầu con hết rồi nè. Hà sao mà? Đi làm gì chơi đi. Cho con mấy cái chân làm gì chơi đi. Đi làm gì chơi đi. Thôi, dán tùm lum. Chứ khỏi cái nước. Cá gì ăn cá ngoài biển nó sạch chứ cá đồng mình nó đâu có sạch đâu. Biển nước mình mông mà.
nên ta phải ăn sống được. À. Mình cá mình phải nấu chín. Đúng hả? Con bước đồ con kìa. Thôi vừa có bụng. Bụng bước đồ hết rồi kìa. Thôi văn tùm lum. Thôi. Thôi. Bụng ướt thì sao đi dùng cơm? Cho nhà luôn. Ướt đồ đẹp hết thì sao đi dùng cơm? Cho nhà luôn đi. Thật sai đồ đẹp tất chờ ông 7:07 tới giờ này nè. Rồi thôi nghe Sơn Hà, Sơn Hà lại quá nghe Sơn Hà. Gùng.